Tối ngày 28 tháng 8, trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng liên quan giải cứu thành công bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, trú phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào khoảng 21 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2020. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, các nghi phạm bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê ở tỉnh Cao Bằng và Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, ngụ tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu cơ quan công an xác định, nghi phạm Thu sau khi bắt cóc cháu Gia Bảo đã đưa về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và thay quần áo cho nạn nhân. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 8, Thu chở bé Gia Bảo về nhà bằng tại tỉnh Tuyên Quang thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện các nghi phạm Thu và Bằng đang bị Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ để phục vụ điều tra. Trước đó, chiều 21 tháng 8, bố của bé Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, đón cháu đi học về bằng ô tô và đưa ra công viên trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh chơi. Tuy nhiên, khi vừa rời mắt một lúc, nhìn lên đã không thấy cháu đâu, cha cháu bé vội đi tìm và gọi điện báo cho người nhà. Ngay sau đó, người nhà báo Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng vào cuộc cùng gia đình cả đêm để tìm kiếm cháu bé. Thời điểm được tìm thấy, cháu bé tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, mắt sưng húp và đã được thay bộ quần áo khác. Cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao cháu Gia Bảo cho gia đình.